ẩn chiếc điện thoại biến mất của tài xế Grab bị giết ở Hà Nội. Thưa quý vị, chiều qua, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đưa hai nghi phạm Đinh Văn Trường 19 tuổi và Đinh Văn Giáp 24 tuổi đều trú huyện Văn Chấn Yên Bái ra thực nghiệm hiện trường. Theo lãnh đạo Công an quận, đến nay, đơn vị vẫn chưa thu hồi được chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen của nạn nhân S tan vật trong vụ án này. Sau khi được di lý về Hà Nội tối 30 tháng 9, Trường Va Giáp đều khai chỉ lấy chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter của nạn nhân mà không hề hay biết về chiếc điện thoại. Lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm phân tích tài sản có giá trị lớn của tài xế S là chiếc xe máy và điện thoại. Chiếc điện thoại có thể đã rơi ở hiện trường hoặc không loại trừ khả năng hai đối tượng sau khi lấy được thì phi tan trên đường. Tại buổi thực nghiệm hiện trường, sau khi ra tay sát hại nạn nhân, Giáp đã lấy điện thoại của nạn nhân đưa cho trường nhưng không mở được máy, sau đó đã cầm điện thoại vứt phi tăng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ liệu nghi phạm có thực sự phi tang hay đã tiêu thụ điện thoại để lấy tiền. Trước khi đón Giáp và Trường nạn nhân đã nhắn tin cho bạn cùng phòng với nội dung có gì báo công an nhé, kèm theo hình ảnh hai đối tượng. Cũng chính từ hình ảnh này, cơ quan công an đã phát thông báo rộng rãi và truy bắt thành công hai nghi phạm. Khoảng 21 giờ tối 26 tháng 9, Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường đi chơi điện tử về, đến khu vực bến xe Mỹ Đình để bắt xe về phòng trọ ở phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Theo lời khai của hai nghi phạm, cả hai gặp S chạy xe ôm công nghệ nên đã đề nghị nam tài xế chở đến phòng trọ của bạn. Trên đường đi, Giáp nhiều lần nói rằng hai người đều đang hết tiền và xin địa chỉ của S để quay lại trả tiền sau. Khi đến bãi đất trống tại khu vực phố Tân Phong, Giáp và tài xế S đi ra nói chuyện. Bất ngờ Giáp rút dao bóng mang sẵn trong cặp quần, đâm từ phía sau nam tài xế. Đinh Văn Giáp khai, sau khi đâm khoảng 3 nhát dao từ phía sau thì thấy nạn nhân bỏ chạy về hướng nhà dân. Giáp lấy xe của nạn nhân và cùng trường bỏ chạy về Yên Bái. Chiều tối 30 tháng 9, Giáp và trường bị công an bắt ở Văn Chấn Yên Bái và được di lý từ trong bảng về Hà Nội trong đêm. Giết lái xe Grab lộ điểm gian dối Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, lấy lời khai từ hai đối tượng là Đinh Văn Trường ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái và Đinh Văn Giáp, ở xã Phù Nham, huyện Văn Trấn, Yên Bái. Cả hai nghi phạm này được xác định là đã sát hại anh Nguyễn Cao S, sinh năm 2001, trú tại Thanh Hóa, là tài xế xe ôm công nghệ hãng Grab. Trước đó thì hai nghi phạm này thừa nhận lý do giết nam tài xế là do tài xế không đồng ý cho đối tượng nợ tiền xe nên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới việc đối tượng dùng dao đâm nam sinh. Tuy nhiên sau khi hoàn tất việc thực nghiệm hiện trường vào chiều ngày 1 tháng 10, công an quận Bắc Từ Liêm thông tin hai đối tượng đã thừa nhận có bàn bạc trước khi thuê xe ôm của nạn nhân. Thông tin từ Thượng tá Lê Đức Hùng, trưởng công an quận Bắc Từ Liêm. Trường và Giáp đã thừa nhận việc bàn bạc lên kế hoạch cướp tài sản của tài xế Grab Nguyễn Cao S. Theo ông Hùng, trước khi việc mặc cả thuê xe xảy ra, Giáp và Trường đã bàn bạc với nhau về phương án nếu như nạn nhân chống cự. Nếu S phản kháng, tài xế xe công nghệ này sẽ bị xử. Và sự thực, đối tượng Giáp đã dùng dao bấm đâm vào lưng nạn nhân khiến người này tử vong sau đó. Toàn bộ lời khai trên của hai đối tượng đã được thừa nhận sau buổi thực nghiệm. Về tài sản của nạn nhân, theo diễn biến vụ án, lúc cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Giáp và Trường, chiếc xe của S vẫn được các đối tượng điều khiển. Về chiếc iPhone 7 của nạn nhân bị mất, Giáp và Trường khai nhận không biết. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định ví và tiền trong ví cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân vẫn còn. Theo trưởng công an quận Bắc Từ Liêm, sau khi gây án, hai đối tượng này đã cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter và điện thoại iPhone 7 màu đen của nạn nhân. Khi thấy điện thoại cài mật khẩu, trường đã vứt lại ở bụi cỏ gần hiện trường rồi được giáp trở đi trốn. Nhận định trước lời khai ban đầu của hai đối tượng, luật sư Trương Xuân Tám nói Hành vi giết người là không thể chấp nhận được. Hành vi này thể hiện tính côn đồ cướp đi mạng sống của người khác nên cấu thành tội giết người với không hình phạt rất cao đối tượng giết người có bao biện lý do gì đi nữa cũng không thể làm giảm nhẹ được trách nhiệm tính chất tội trạng của mình. Cho dù có đúng nguyên nhân nam sinh không cho nợ tiền nhưng cũng không làm tội danh của hai đối tượng nhẹ được. Trong trường hợp này nghiệp vụ của cơ quan điều tra vẫn phải điều tra làm rõ nguyên nhân chính dẫn đến sự việc. Một đối tượng tự bịa đặt lời khai sẽ luôn tạo ra mâu thuẫn trong chính lời khai của mình. Hơn nữa có tới hai đối tượng nên dễ phát hiện sự giả dối của chúng hơn chỉ cần tách hai đối tượng rồi dùng một câu hỏi hỏi cả hai là sẽ thấy được sự giả dối. Đặc biệt tâm lý của tội phạm thường có một chút nào đó cảm thấy hối hận nên dựa vào tâm lý khai thác sự thật. Theo luật sư tám, muốn đánh giá xem đối tượng hung hãn côn đồ tới mức nào, phải làm rõ nguyên nhân thật sự. Hơn nữa trong vụ án này, hai đối tượng cướp xe của nạn nhân nên hai đối tượng sẽ bị xem xét ở hai tội giết người và cướp tài sản. Hai đối tượng có bao biện thế nào cũng không thể thay đổi được tội danh trên. Hai đối tượng nói nguyên nhân không cho nợ tiền giết nạn nhân là đổ lỗi cho nạn nhân trong khi nạn nhân đã mất. Tuy nhiên đối tượng không hiểu việc nạn nhân không cho nợ tiền không phải là lỗi dẫn đến việc bị giết. Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Bá Ngọc nhìn nhận. Theo tôi trong trường hợp này, việc đối tượng giải thích nguyên nhân giết tài xế vì tài xế không cho nợ tiền sẽ là tình tiết tăng nặng của vụ án. Trách nhiệm đi xe là phải trả tiền, cho dù nạn nhân không cho nợ tiền thì nạn nhân không có lỗi gì trong trường hợp đó để rồi bị giết hại trong sự việc này không có bất kỳ lý giải nào để bao biện hay làm nhẹ tội cho hai đối tượng hành vi của đối tượng đã cấu thành nên tội giết người cướp tài sản khung phạt cao nhất phải tử hình luật pháp phải xử nghiêm khắc những đối tượng này không nên cho họ cơ hội sửa chữa và thực ra họ cũng sẽ không sửa chữa được nghi phạm bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản nam sinh 18 tuổi chạy Grab nếu chống cự sẽ xử. Liên quan đến vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại ở Hà Nội, chiều ngày 1 tháng 10, Thượng tá Lê Đức Hùng, trưởng công an quận Bắc Tử Liêm, Hà Nội cho biết, hai đối tượng Đinh Văn Trường sinh năm 2000, chú xã Thanh Lương và Đinh Văn Giáp sinh năm 1995, chú xã Phù Nham cùng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã thừa nhận lên kế hoạch cướp tài sản của nạn nhân S sinh năm 2001, quê Thanh Hóa từ trước đó. Trong chiều cùng ngày, Công an quận Bắc Từ Liêm cùng với đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã đưa hai đối tượng trên ra hiện trường ở phường Thụy Phương để thực nghiệm điều tra. Nghi phạm cũng đã thay đổi lời khai rằng trước khi giáp mặc cả thuê anh S trở đi đến phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, hai nghi phạm đã bàn bạc sẽ xử nếu nạn nhân dám chống cự về tình tiết ví tiền của nạn nhân còn nguyên sau vụ cướp thượng tá hùng cho hay sau khi gây án hai đối tượng chỉ cướp chiếc xe nhãn hiệu yamaha exciter và điện thoại iphone 7 plus màu đen của nạn nhân khi thấy điện thoại cài mật khẩu trường đã vứt lại ở bụi cỏ gần hiện trường rồi được giáp trở đi trốn không quay lại kiểm tra nạn nhân lần nữa về phía nạn nhân sau khi bị giáp đâm nhiều nhát vào lưng nạn nhân đã bỏ chạy thêm được một đoạn và gục xuống tử vong sau đó chiếc ví có tiền và giấy tờ tùy thân của nạn nhân vẫn trong người Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm cho biết thêm, tất cả những lời khai nói trên đều được các đối tượng thừa nhận, sau buổi thực nghiệm chiều ngày 1 tháng 10, chúng tôi vẫn đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo pháp luật. Trước đó sau khi bị bắt, đối tượng Đinh Văn Giáp khai rằng cũng không hẳn là có ý định, lúc đó chúng em sợ quá nên mới lấy xe của anh Grab và chạy về Yên Bái, chúng em không biết là sau đó anh Grab đã tử vong. Khai nhận về chiếc điện thoại iPhone 7 của nạn nhân, cả Giáp và Trường đều nói mình không lấy tang vật này. Tuy nhiên trong buổi thực nghiệm chiều ngày 1 tháng 10, giáp khai đã lấy điện thoại của nạn nhân, sau đó không mở được khóa nên vứt phi tang. Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đấu tranh làm rõ. Nghi phạm giết tài xế Grab ở Hà Nội nói: "Tôi rất ân hận." Tại cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm, hai nghi phạm đã khai về quá trình gây án. Qua lời khai ban đầu, công an xác định Nghi phạm Đinh Văn Giáp, 24 tuổi, quê xã Thanh Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, là người đã dùng dao đâm chết tài xế S, sau đó lấy xe máy, điện thoại của nạn nhân về quê. Đêm xảy ra vụ việc, Giáp và Đinh Văn Trường, 19 tuổi, trú tại huyện Văn Chấn, sau khi chơi điện tử về, cả hai đến khu vực bến xe Mỹ Đình để bắt xe về phòng trọ ở phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Tử Liêm. Tại đây, hai nghi phạm gặp S chạy xe ôm công nghệ nên đã đề nghị nam tài xế trở đến phòng trọ của bạn trên đường đi, Giáp nhiều lần nói rằng cả hai người đều đang hết tiền và xin địa chỉ của S để quay lại trả tiền sau. Khi đến bãi đất trống tại khu vực phố Tân Phong, Giáp và tài xế S đi ra nói chuyện. Bất ngờ Giáp rút dao bấm, mang sẵn trong cặp quần, đâm từ phía sau nam tài xế. Đinh Văn Giáp khai, khi đâm khoảng 3-4 nhát từ phía sau thì anh ấy bỏ chạy về hướng nhà dân. Sau đó vì quá sợ hãi, tôi lấy chiếc xe của nạn nhân và cùng trường bỏ chạy về Yên Bái. Sau khi thấy tài xế S bỏ chạy, cả nghi phạm đều nghĩ nạn nhân chỉ bị thương chứ không ngờ đã đâm chết người. Nghi phạm Đinh Văn Trường cho biết, trong lúc giáp nói chuyện với tài xế S, tôi đứng ở ngoài nên không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết một lúc sau khi nói chuyện, giáp lấy xe máy của nạn nhân và bảo ngồi lên, đi thẳng về yên bái. Trường nói, tôi không thấy bất kỳ ai nói gì và cũng không biết anh tài xế Grab đã tử vong, chỉ nghĩ rằng anh ấy bị thương. Sau khi lấy xe nạn nhân đi về Yên Bái, Giáp cho biết không hề trao đổi gì với trường về sự việc mới xảy ra, chỉ nói ngắn gọn là về nhà chú núi, chú của Giáp uống rượu và hôm sau sẽ đi đầu thú. Đinh Văn Giáp tỏ ra ân hận. Lúc ấy tôi suy nghĩ bồng bột nên đâm anh tài xế. Tôi biết việc mình làm là sai trái và rất ân hận. Tôi đã nghĩ đến việc đầu thú nhưng vì sợ hãi nên chưa dám đi. Trả lời báo chí, Trung tá Nguyễn Ngọc Bình, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an nhận định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã báo cáo lên ban giám đốc công an thành phố Hà Nội để có sự chỉ đạo phối hợp với phòng cảnh sát hình sự triển khai điều tra. Trung tá Ngọc thông tin, nghi phạm gây ra vụ án là đối tượng từng có tiền án tiền sự và là những đối tượng tỉnh ngoài vào địa bàn phạm tội rồi nhanh chóng rời đi khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Ông Ngọc nhấn mạnh, việc bắt được hai nghi phạm trong vòng chưa đầy 48 tiếng có công lớn từ phía người dân. Những hình ảnh đầu tiên sau khi bắt nóng hai nghi phạm sát hại năm sinh viên chạy rap. Như báo người lao động đã thông tin, vào khoảng 18 giờ 30 tháng 9, các trinh sát hình sự của công an thành phố Hà Nội và công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã bắt được hai nghi phạm sát hại năm sinh chạy rap vào đêm 26 tháng 9 vừa qua. Nạn nhân là anh Nguyễn Cao S, 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên năm nhất tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Hai nghi phạm được xác định là Đinh Văn Trường, 19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái, và Đinh Văn Giáp, 24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Trường và Giáp bị bắt giữ khi đang lượn trốn tại Bản Cại, xã Hành Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái. Lực lượng phá án cũng đã thu giữ chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh đen mang biển kiểm soát 36B5-44341. Đây là chiếc xe máy của nạn nhân Nguyễn Cao S bị hai nghi phạm Trường và Giáp sát hại vào đêm 26 tháng 9 rồi cướp xe. Ngay sau khi bị bắt giữ, hai nghi phạm đã được lực lượng công an lấy lời khai ban đầu, đồng thời di lý ngay trong đêm 30 tháng 9 về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Theo lời khai ban đầu, hai nghi phạm khai khoảng 21 giờ tối 26 tháng 9, hai nghi phạm này đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình uống nước, tại đây giáp mặt cả Giá Ôm với anh Nguyễn Cầu S để thuê chở giáp và trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm quá trình di chuyển từ bến xe Mỹ Đình về phố Tân Phong và không có tiền nên giáp xin anh S hôm khác trả tiền, nhưng anh S không đồng ý. Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp và Trường xuống xe, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau. Anh S không đồng ý nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Giáp liền rút con dao găm dạng dao bấm đâm liên tiếp vào sau lưng của S. Anh S bỏ chạy thì Giáp và Trường lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Sau đó anh S đã tử vong do vết thương quá nặng. Tuy nhiên đây mới là lời khai ban đầu của các nghi phạm. Cơ quan công an còn tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án, cũng như các tình tiết của vụ trọng án. Trước đó, thông tin ban đầu xác định khoảng 20 giờ 30 phút 26 tháng 9, anh Nguyễn Cao S, sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, một tài xế xe ôm công nghệ Grab điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exeter màu xanh bạc đen, mang biển kiểm soát 36B5 44341 chở hai đối tượng nam thanh niên là khách phải ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab đi từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thủy Phương. Khi anh chở hai đối tượng đến khu vực tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương thì bị đối tượng dùng hung khí đâm chết và cướp xe máy nhãn hiệu Yamaha Xceptor và một điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen rồi bỏ trốn. Những hình ảnh đầu tiên về hai nghi phạm sát hại năm sinh viên chạy Grab ngay sau khi bị bắt nóng cùng tăng vật và chiếc xe máy.